Xin chào mừng toàn thể anh chị đã quay trở lại với Thái Học Ô tô Sài Gòn. Và hôm nay Học lại tiếp tục gửi đến cho anh chị một siêu phẩm Innova E. Xe này được sản xuất vào 2018, lăn bánh chỉ mới 56.000 km anh chị. Mang biển số tỉnh, màu đồng ánh kim là màu Học thấy là Innova bán dễ nhất nha anh chị. Màu đồng ánh kim với là màu bạc, mà màu bạc Học cá nhân Học á, Học thấy cái màu xe này nè là nó đẹp hơn tất cả các màu còn lại của Innova nha anh chị. 2018 mà lăn bánh chỉ mới có 56.000 km à. Đã được chủ trước lên cho mình đầu Android ZTEC luôn nha anh chị. Đó, phim cách nhiệt, viền che mưa nè. Đó, xe thì đã được bên Học diệt khuẩn, khử mùi bên trong nội thất nè, tách ẩm. Đó, bên ngoài thì bên Học cũng đã đánh bóng, làm đẹp khoang động cơ, gầm máy nè. Và Học tin là chiếc xe này Học sẽ nhận cọc rất là nhanh, giống như ba chiếc xe gần đây nhất của Học nha anh chị. Toyota Innova 2018, số sàn. Ở một chiếc xe mà đáng để cho anh chị cân nhắc khi mà mình đi gia đình mình đó, hai thế hệ nè, từ 5 người tới 8 người thì chiếc xe này nó có một cái độ rộng nhất định, hầu như là rộng nhất phân khúc nha anh chị. Đó, anh chị nhìn nè, phim cách nhiệt nè, nước sơn nè, anh chị nhìn thấy không? Đó, xe 2018 mà chủ giữ cực kỳ kỹ luôn. Form dáng xe thì cá nhân Học đánh giá là một chiếc xe rất là trung tính, hài hòa, có nhiều đường cơ bản thôi, nhưng mà mình nhìn chiếc xe nó rất là đẹp anh chị. Đầu tiên thì vẫn như thường lệ, Học đã đi xong một vòng rồi để cho anh chị ngắm nghía qua form dáng của xe rồi. Và sau đây Học xin mời anh chị cùng Học đi đánh giá chi tiết nè, như là cụm đèn pha. Đèn pha này là zin theo xe từ xưa tới giờ nha anh chị. Anh chị nhìn cái cụm đèn pha nè. Toyota là những chiếc xe phải gọi là cực kỳ bền. Đó, mặt ga lăng nè anh chị. Anh chị nhìn thấy chưa? Đẹp không? Cô chú anh chị nhìn nè. Đó, xi nhan báo rẻ nè. Đó, mặt ba đờ sóc phía trước nè. Xe này thì Học cũng về đã tút tát đồ lại hết rồi. Đó, và cái chất xe là anh chị nhìn nè, cực kỳ nét luôn nha anh chị. Đi 56.000 km. Đây, anh chị nhìn mặt ga lăng nè, nó còn đen tuyền luôn nha anh chị. Đây, anh chị nhìn thấy không? Đó, cái chất xe là Học nghĩ là riêng về Innova là cái kênh của Học làm rất là nhiều xe chuyên về Innova và Fortuner. Và anh chị nhìn Học quay phim á, là anh chị cũng đánh giá phần nào. Tại vì Học tin là anh chị khi muốn mua chiếc xe này á, thì anh chị cũng đã coi clip, coi đi coi lại rất là nhiều. Và thường xuyên khách của Học á, đến xem xe là hầu như là ân ý nhất. Cá nhân Học thì không dám nói tự tin, nhưng mà nếu mà nói về quy trình dọn xe thì mình Học làm rất là chất lượng nha anh chị. Không dám nói mình là số 1 đâu, nhưng mà nói về dọn xe là cực kỳ, nói gọi là cực kỳ kỹ càng, cũng như là quy trình đâu đó rõ ràng hết nha anh chị. Đó, đây anh chị nhìn mâm này. Đây, đó, vỏ xe thì còn gì cui nha anh chị. Đó, vỏ xe còn gì cui nha. Đó, đây anh chị nhìn này. Phim cách nhiệt, viền che mưa. Anh chị nhìn không, nhìn phim cách nhiệt này. Không có một cái miếng bong bóng nào hết nha anh chị. Nó còn khá là mới. Đó, tay nắm cửa thì đã có dán nhẹ cái lớp Toyota ở đây, dán nhẹ thôi. Rất là đẹp anh chị ạ. Rồi, qua phần túp lô, túp bi nè. Xe của bên Học bán ra lúc nào cũng cam kết với anh chị về chất lượng, như là không đâm đụng, không ngập nước, động cơ hộp số còn nguyên zin, cung cấp cho anh chị bằng văn bản khi bàn giao xe nha anh chị. Đó, anh chị nhìn nè, những cái nhựa sàn nè, anh chị nhìn thấy không? Xe cực kỳ nét luôn cô chú anh chị. Đi 65 mà không biết sao anh chủ này giữ khá là kỹ. Đó, trung bình thì giữ vậy là quá kỹ rồi anh chị. Đó, anh chị nhìn nè. Đó, không khác gì chiếc xe 20.000 á. Anh chị nhìn nè. Đây. Đây cô chú anh chị nhìn nè. Đẹp ghê không anh chị? Cái bộ ghế da nè anh chị nhìn nè. Đó, những cái chân máy nè. Những cái chân ghế nè, anh chị nhìn ha. Lót sàn và những cái chỗ này nó cũng không có chày xước luôn nha anh chị. Anh chị nhìn nè. Đó, những cái này rất là dễ bị chày xước, những cái nhựa nhám ở chỗ mình, cái bậc bước chân mình hay lên và xuống á. Đây. Anh chị nhìn nè. Bát cửa nè. 7 màu luôn nha anh chị. Đó, Innova E 2018 nha cô chú anh chị. Đó. Đây, anh chị nhìn nè. Keo chỉ nè, ở đây là cái keo nè. Riêng xe này là cam kết với anh chị nè, không mắc keo chỉ luôn nha anh chị, vẫn còn nguyên zin. Đó. Cô chú anh chị nhìn thấy đẹp ghê không? Đây. Đây. Mới tinh, Innova E là một dòng xe cực kỳ bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu nha anh chị. Đó, động cơ 2.0 mà nó chạy chỉ có là 8 lít anh chị. Đó, khi mà anh chị đi đường trường 2.0 đi nó mới vừa đủ nha anh chị. Đó, 2.0 chứ không phải là mình bây giờ theo trào lưu mà thấy Innova 2.0 là anh chị chơi nó ăn xăng đâu. Mấy cái xe 1.5 bây giờ thì nó chạy vừa đủ chạy thôi anh chị, phải ép xe ra, ép máy thôi, chứ còn mà đi thoải mái là chỉ 2.0. Đó, anh chị thấy không? Đó, tại sao mà những cái hãng như là taxi Mai Linh nè, Phương Trang nè, họ thường xuyên, còn tới bây giờ 2023 rồi họ vẫn sử dụng những chiếc xe này, họ vẫn mua những chiếc xe đời 2022 để họ sử dụng. Đó, anh chị nhìn nè, đèn đốm nè, zin nguyên theo xe nha anh chị. Đây, đó cô chú anh chị nhìn này.
riêng học quay xe là hầu như là khách hàng của Học cọc online luôn. Đó, học quay rất là kỹ, học quay chi tiết. Đây cô chú anh chị. Đó. Camera nè. Đó, xe thì cực kỳ nét anh chị ơi. Đây cô chú anh chị nhìn nè, cái cốp sau vẫn chưa ra nè, vẫn còn nước sơn zin luôn nha anh chị. Và đây là những cái thủ thuật để coi chiếc xe tai nạn hay không. Anh chị nhìn nè, dấu bon nè. Đó, còn rò lộ hết nha anh chị. Đó, keo máng sói nè. Đây anh chị. Anh chị thấy không? Đó, rất rất đẹp anh chị. Đây anh chị cho anh chị học cho anh chị coi cái chân ghế nè. Chị đợi học xíu nha. Đó. Đây. Xin lỗi anh chị. Đây. Anh chị nhìn qua những cái chân ghế đâu nè. Đây. Mới tinh anh chị, thấy không? Đó. Đây, ghế sau nè. Hàng ghế thứ ba nè. Còn mới nguyên luôn cô chú anh chị. Mới tinh mà. Innova E 2018 mà màu đồng ánh kim. Đó, một trong những cái màu mà học thấy bán dễ nhất. Đó, Toyota Innova. Sẵn tiện đây cho cô chú anh chị ngắm qua sơ cái gầm xe nè. Đây. Đây cô chú anh chị. Anh chị nhìn thấy cái gầm xe là thấy là biết rồi. Anh chị nhìn phần trên cái đồng đen đen là những cái thùng đó anh chị, nhìn thấy không? Đó, những cái keo nó còn này. Đó, màu xám màu đen đó anh chị thấy không? Cái phần khung sườn nè. Đó, cô chú anh chị nhìn thấy đẹp ghê không? Đó anh chị nhìn này, cực kỳ đẹp luôn anh chị ơi. Innova E, anh chị nhìn những cái đường dập nổi nè. Đó, phim kích nhiệt nè anh chị. Anh chị nhìn thấy không, sáng bóng luôn anh chị. Đi 8 lít nè. Keo chỉ nè, thẳng tắt. Đó. Đây. Chị thấy không, đều anh chị. Đó, ghế mà đẹp cỡ này mà. Toyota Innova E số sàn. Đó, phù hợp cho cô chú anh chị vừa đi gia đình vừa đi dịch vụ vô tư nha. Anh chị nhìn trong đây, anh chị nhìn những cái lò xo này, lò xo sẵn nè. Đó, anh chị nhìn thấy không, mới tinh hết anh chị. Đây, dấu ốc ác nè. Đó, những cái thanh trượt nè. Đó, chị nhìn thấy không, ghế da là mới tinh luôn. Keo chỉ nè. Đây anh chị. Đó. 515 triệu nha cô chú anh chị. 515 triệu. Cô chú anh chị nào nhanh nhẹn liên hệ với Học, Học còn giảm lọc vài triệu nha anh chị. Đây, vài lọc vài lọc. Anh chị nhìn thấy không? À, sản xuất 2018 nè. Anh chị nhìn cái bát cửa nè. Đó, máng sói. Chị nhìn thấy không? Và cái đường chỉ của cái vô lăng nè anh chị. Đó. Xi nhan nè. Anh chị nhìn qua cần phanh nè. Đuôi chuột nè. Mới tinh nè. Toyota xe thì full option không nhiều anh chị ơi, cơ bản thôi. Đó. Có cái đầu Zetec thôi. Đây anh chị. Đó, cực kỳ là nét luôn nha cô chú anh chị. Ở xe này ngày mai là Học nghỉ về công ty, về quê có việc anh chị, Học sẽ lấy chiếc xe này đi. Lâu quá không có đi số sàn á, chạy số tự động riết. Mai Học đi rồi. Ngày mai Học đi về tỉnh, đi một đi thử một vòng 1 km, đi về An Giang đó anh chị. 55.601 cây. Mai Học sẽ lấy xe này chở gia đình mình về quê anh chị ơi. Cô chú anh chị nào đang ở An Giang nè, anh chị muốn coi xe không có rảnh là gần Học sẽ đi, Học chạy về luôn nha anh chị. Đó, nét lắm anh chị. Cho anh chị coi khoang động cơ nè. Khoang động cơ là nước sơn cabo vẫn chưa ra nha anh chị. Đây, vẫn còn cabo zin. Đó, cabo zin chưa sơn luôn nha anh chị. Keo chỉ nè. Đó, mà nó có sơn rồi cũng chả sao anh chị. Nó sơn rồi mà keo chỉ còn nguyên cũng chả sao. Đó. Nhưng mà đối với những chiếc xe như thế này thì Học phải khoe thôi. Mình là người bán hàng mà. Đây cô chú anh chị. Đây. Máy móc nè. Anh chị nhìn cái máy nè. Cái máy nổ im ru luôn anh chị. Đó. Đó.
Xe thì hầu như là bên học mấy cái dung dịch này về là kiểm tra thay thế hết rồi. Anh chị nhìn này. Đây anh chị nhìn này. Đó, cái dầu này anh chị thấy không? Đó. Cái dầu này là dầu trợ lực. Đó. Thay mới tinh hết rồi. Anh chị mua về là chỉ việc sử dụng thôi. Cô chú anh chị nhìn cái bơm ABS này. Đó. Mới tinh anh chị, đèn zin theo xe từ xưa tới giờ luôn. Đó. Rồi, học sẽ chia sẻ thêm anh chị một chút nha. Xin anh chị ít thời gian. Giống như trường hợp hồi nãy, ví dụ như xe mắc keo chỉ nhiêu đây thì chắc chắn cái carbon này sẽ sơn lại, nhưng mà chưa phải gọi là xe lỗi anh chị. Khi mà học mua sẽ đè, học sẽ trừ đi cái, đối với những cái xe bình thường tầm khoảng từ 10 đến 15 triệu tùy theo mức độ ha. Đó, ví dụ mắc nhiêu đây đen gan đây thì nhờ ở chỗ này anh chị phải đóng xuống. Ví dụ như mà nó thay cái đèn này mà thay đèn chính hãng ok vẫn mua được nha. Nhưng mà vô tới đây là bỏ nha anh chị. Vô tới khung này là bỏ nha, khung sườn này nè. Đó, cái đó mới gọi là xe lỗi nha. Đó, vô tới khung sườn này nè là coi như là mặc dù vận hành nó không có ảnh hưởng gì tới yếu tố vận hành hết anh chị. Nhưng mà nó là chiếc xe lỗi nè. Anh chị mua những cái xe đó thì nó sẽ không có được, không có bán được giống như những cái xe này. Đó, xe này là không mắc miếng nào hết nha anh chị. Kể cả cửa cũng vậy, anh chị có thay đi nguyên cái capo đi chăng nữa nó cũng không có cái chỉ zin. Đó, nên là xe đồng sơn thì bình thường, nhưng mà những cái chỗ đó đó để anh học cũng chia sẻ để cho anh chị bán xe thoải mái xíu. Đó, đây ví dụ những hàng giống như keo chỉ như vậy mà lỡ bị mắc khúc như vậy, bị lỗi cũng không sao anh chị, đóng vô đây ha, thì mình nhờ vào cái chỗ đó thì anh chị sẽ biết. Đó, anh chị sẽ coi vào cái khung này nè, nếu mà nó vô tới đây thì anh chị, nếu mà anh chị sử dụng với mục đích khác á, ví dụ như tập lái mua để mau hồi vốn thì cũng có, chứ không phải là xe đụng xe bỏ anh chị. Cũng có nhiều anh em người ta mua xe đó người ta vô người ta chỉ anh chị cái lỗi. Đó, nó vô tới đây là bỏ nha. Còn xe này là keo chỉ còn nguyên zin hết. Đó, để lâu lâu có thời gian là chia sẻ cho anh chị thêm. Đó, mặc dù là anh chị nào mà coi clip của học thường xuyên đó là học kỹ là anh chị cũng đã rành về vấn đề đó rồi. Còn riêng xe này là keo chỉ vẫn còn nguyên zin hết 100% nha anh chị. Keo chỉ là còn nguyên zin hết. Đó, nhưng mà bên học thì cũng có sơn cốt tát rồi lại dọn cho nó đẹp anh chị. Đó. Xe bên học hôm nay về khá là nhiều nè, Innova 2021 nè, nhưng mà học tranh thủ để cho mấy bạn quay xong học sẽ quay. Rồi Fortuner, máy xăng rồi này nọ. Đó. Về chiếc Ford Ranger bản XLS nữa. À, bản hai cầu, xe này thì học nãy học mới vừa cọc xong rồi, XL7 nè. Đó. Rồi, học xin chân thành cảm ơn anh chị đã dành thời gian quan tâm và theo dõi. Xin chân thành cảm ơn. Chúc anh chị một ngày mới thật nhiều sức khỏe, thật nhiều bình an và luôn luôn hạnh phúc. Anh chị nhớ coi kênh học, thấy học đánh xe, review xe, thấy có rõ ràng nè, mạch lạc, anh chị nhớ cho học thêm một follow để khi mà anh chị lên kênh YouTube á, anh chị giải trí á, thì thường xuyên học sẽ cập nhật những cái sản phẩm giống như vậy để cho cô chú anh chị lựa chọn cho mình được cái sản phẩm phù hợp nhất nha anh chị. Rồi, học xin kết thúc video tại đây. Nhớ là bên học có thu mua xe cũ, đặc biệt là những dòng xe lướt không đâm đụng, không ngập nước, động cơ hộp số còn nguyên bản, xe không tua đồng hồ là học sẽ mua nha anh chị. Còn dưới mấy cái điều kiện đó, thủ tục rồi đó, mà không có bị pháp lý đâu mà bị vướng là học sẽ không mua nha anh chị. Học chỉ làm những xe lướt hoặc là những xe cọp thôi. Rồi, học xin kết thúc video tại đây. Xin chân thành cảm ơn anh chị đã dành thời gian quan tâm và theo dõi. Xin chào và xin hẹn gặp lại.